Xin chào các bạn, mình tên là Minh Dũng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu tiếp với các bạn một số hàm với dữ liệu kiểu chuỗi. Trước hết chúng ta học hàm let, hàm write và hàm substring. Chúng ta bắt đầu nghiên cứu hàm let. Hàm let có nghĩa là bên trái các bạn. Thì chúng ta hỏi let. Chúng ta có một chuỗi ký tự như là Nguyễn Hoài Phương. Thì hàm let của chúng ta có hai tham số. Tham số thứ nhất là dạng chuỗi là character chữ C, và tham số thứ hai là một tham số dạng số có chữ N đằng đầu. Thì chúng ta cái chuỗi thứ nhất của chúng cái tham số thứ nhất của chúng ta là một chuỗi, cái giá trị là Nguyễn Hải Phương. Bây giờ chúng ta lấy ra một số ký tự ở phía bên tay trái. Thì chúng ta lấy cho nó là 6 ký tự đi. Đó, chúng ta hỏi left của Nguyễn Hải Phương lấy 6 ký tự, ta enter. Thì chúng ta là có Nguyễn. Ví dụ như chúng ta lấy lên tới là 12 ký tự chẳng hạn. Thì chúng ta có là Nguyễn Hoài. Đó. Bây giờ chúng ta tương tự như thế, chúng ta hỏi hàm right. Right có nghĩa là bên phải. Right của Nguyễn Hải Phương. Right của Nguyễn Hải Phương. Mà chúng ta ở đây chúng ta lấy, ví dụ như là chúng ta lấy 7 ký tự đi. 7 ký tự, chúng ta enter. Chúng ta lấy được chữ Phương. Ở đây thì trước chữ P đây nó còn một khoảng trắng nữa các bạn. Chúng ta lấy 6 cái tự. 6 cái tự là chúng ta lấy đúng chữ Phương thôi. Đó. Hầm left, hầm right. Và bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu tới hàm substring. Substring. Thì cú pháp của hàm substring như sau. Chúng ta có sub, sở. Chúng ta có space thôi là cái này quên. Chúng ta mở ngoặc và chương trình sẽ tự điền tiếp là substring. Substring là chúng ta cũng lấy là Nguyễn Hải Phương đi. Nguyễn Hải Phương. Và cái hàm substring này á thì nó có là ba tham số truyền vào. Thì tham số thứ nhất là cái chuỗi chúng ta truyền vào. Tham số thứ hai là cái vị trí bắt đầu để chúng ta trích ra. Và cái tham số thứ ba là số ký tự được trích ra. Substring có nghĩa là trích ra từ một chuỗi các bạn ạ. Thì ở đây tham số thứ hai của chúng ta là dạng số N. Thì chúng ta, thí dụ chúng ta lấy từ vị trí thứ năm đi. Và chúng ta lấy 7 ký tự đi. Thì kết quả của nó sẽ là Uyên Hoài như thế này. Đúng là như thế. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục xem xét lại. Ở đây chúng ta sau khi điền cái chuỗi thứ nhất, chúng ta phải ở đây một cái. Thì chúng ta lấy lên là 6, thứ 7, thứ 8. Chúng ta lấy từ ký tự thứ 8 đi. Rồi tiếp chúng ta phải một cái. Thì ở đây chương trình nhắc chúng ta là nhập cái tham số thứ 3. Mà tham số thứ 3 này á thì là nó nằm trong một cái dấu ngoặc móc. Thì có nghĩa là có cũng được mà hoặc là không có cũng được. Ở đây chúng ta không có thì chúng ta chỉ lấy từ ký tự thứ 8 cho đây thôi. Còn lấy bao nhiêu ký tự đó thì để cho máy nó tự quyết. Thì ở đây máy nó sẽ lấy hết, tức là nó lấy, nếu không có tham số thứ ba thì nó sẽ lấy từ cái ký tự số 8 và nó lấy hết về sau luôn, lấy từ chữ Hoài đây và nó lấy hết về sau Hoài Phương luôn. Đó là giới thiệu với các bạn ba hàm: hàm left, hàm right và hàm sub.
Tiếp theo chúng ta sẽ nghiên cứu về hàm dream là left dream và right dream. Thì hàm dream có nghĩa là hàm bỏ đi các ký tự trắng. Thì bây giờ chúng ta có một cái cho nó xuất lên một cái màn hình, một cái chuỗi như thế này. Ta có chữ A và chúng ta nối với lại chữ Nguyễn. Sau đó chúng ta lại nối với lại chữ A tiếp lên như thế này. Bây giờ chúng ta ở đây có một số khoảng trắng và ở đây chúng ta có một số khoảng trắng. Đó, thì nó sẽ ra kết quả như vậy. Bây giờ chúng ta thử hàm dream. Hàm dream. Và chúng ta cái chuỗi ở giữa chúng ta đặt ở trong hàm dream. Thì chúng ta enter. Thì chúng ta thấy rằng nó đã bỏ đi các cái chuỗi ký tự ở đây. Đó là tác dụng của hàm dream. Bây giờ chúng ta lại dùng là left dream. Left dream là L dream. Thì nó các bạn thấy là nó đã bỏ đi các cái ký tự ở đây. Đó. Rồi chúng ta dùng right dream. Right dream thì nó lại giống như cái trường hợp là là chim nó lại bỏ đi cái tên bên này. Đó. Và chúng ta lại có một cái hàm nữa là hàm on chim. Chữ on thì các bạn lại phải viết đúng là ALL luôn, ALL chim. Thì lúc đó là nó bỏ đi khoảng trắng phía bên này và bỏ đi khoảng trắng phía bên này. Đó là ba hàm. Chúng ta có hàm chim, left chim, right chim và on chim. Tiếp theo chúng ta sẽ nghiên cứu về hàm path. Hàm path thì nó có là path left, path right và path center. Bây giờ chúng ta có một cái cho xuất lên màn hình một cái path để chúng ta path left tức là chèn về phía tay trái. Chúng ta có một cái chuỗi ví dụ như là Nguyễn Dũng đi. Dũng và chúng ta muốn làm dài cái chuỗi này ra thành là 20 ký tự. Và cái chữ để thêm vào cho nó dài ra thì chúng ta có thể là dùng chữ dấu bằng đi. Là enter. Ở đây thông còn chương trình thông báo là hàm thiếu dấu đóng ngoặc, chúng ta kiểm tra lại. Dũng là có rồi nè. 20. 20 thì không cần dấu phẩy ở đây. Không cần dấu nháy ở đây. Đây, đây là chương trình đã chèn những cái dấu bằng vào phía bên tay trái cho cái chuỗi này nó dài có độ dài đủ là 20. Bây giờ tiếp tục bắt ra thì nó sẽ như thế nào? Bắt ra thì nó sẽ chèn vào phía bên tay phải và path center. Center thì nó sẽ chèn vào giữa như thế này. Thì ở đây trong cái này thì các bạn lưu ý thêm một cái nữa. Khi chúng ta hỏi path left đi, ở ngoặc thì chúng ta thấy rằng ở đây không phải là một biểu thức dạng character mà đây là nó cho phép là một biểu thức bất kỳ. Tham số thứ hai là cái độ dài của cái kết quả là tham số dạng số và tham số thứ ba là một cái chữ để mà chèn vào một cái ký tự để mà chèn vào. Đó là cú pháp của câu lệnh path. Ở đây chúng ta thử xem chúng ta không dùng cái không chúng ta không chèn cho một cái biểu thức dạng chuỗi mà chúng ta có thể
Hỏi thì chúng ta có là 4, 5, 6 là một con số. Chúng ta thích điền số mấy số 0 vào trước chẳng hạn. Thì như là kết quả độ dài của nó là 6 ký tự. Và ký tự cần điền vào là số 0. Thì ở đây chúng ta có là 0000456. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu tiếp theo về ba hàm nữa đối với dữ liệu ký chuỗi. Đó là các hàm liên quan đến việc viết chữ hoa và chữ thường. Thì chúng ta có cái bây giờ chúng ta có một cái biến đi. A bằng Nguyễn Minh Dũng. Bây giờ chúng ta hỏi upper của A thì toàn bộ chuỗi Nguyễn Minh Dũng đều được đưa lên thành chữ viết hoa hết. Chúng ta hỏi lower của A thì toàn bộ chữ Nguyễn Minh Dũng được viết ở dạng chữ thường hết. Bây giờ chúng ta đặt biến B đi bằng lower của A. Ta hỏi B. Đó là toàn bộ chữ thường. Bây giờ chúng ta hỏi proper của B. Thì ở đây hàm proper thì nó sẽ đưa các cái chữ cái đứng đầu của một chữ là thành chữ hoa. Như thế này. Bây giờ chúng ta tiếp tục nghiên cứu về ba hàm nữa với dữ liệu kiểu chuỗi, đó là hàm len, hàm S và hàm occur. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu về hàm len. Chúng ta hỏi hàm len đây á thì nó giá trị trở về á, là độ dài của chuỗi. Ví dụ như chúng ta có là cái chuỗi là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hàm len thì nó chỉ có một tham số thôi. Và kết quả đó, nó trả về là 6 ký tự. Chúng ta hỏi 7, 8, 9 thì nó là 9 ký tự. Đó là hàm len. Hàm S. Hàm S tức là chúng ta có một cái chuỗi như là chuỗi tên bằng Trần Minh Quang. Rồi chúng ta hỏi S. Bây giờ chúng ta muốn tìm cái chữ M nó xuất hiện trong cái tên này, nó nằm ở cái vị trí thứ mấy. Thì chúng ta hỏi ký tự cần tìm là M. Đây là ký tự cần tìm. Và cái thứ hai là ký tự được tìm, tức là đúng tên. Và cái tham số thứ ba nữa là tham số thứ ba nữa là số lần xuất hiện, tức là lần xuất hiện thứ mấy. Thì chúng ta ở đây chúng ta cái tham số này có thể là để trống và chương trình nó hiểu đây là nó tìm cái lần xuất hiện đầu tiên. Thì ở đây chúng ta bỏ trống. Thì ở đây là chương trình tìm thấy chữ M xuất hiện trong cái tên Trần Minh Quang này, và cái chữ M này đứng ở vị trí thứ 6. Các bạn thử kiểm tra lại nha. T là 1, R là 2, A là 3, N là 4, khoảng cách là 5, và tới chữ M là vị trí thứ 6. Bây giờ chúng ta nghiên cứu tiếp về hàm S. Thì chúng ta lại hỏi S. Chúng ta tìm chữ N ở trong cái biến tên. Chúng ta thấy là nó xuất hiện ở vị trí số 4. Lần xuất hiện thứ hai thì nó xuất hiện ở vị trí số 8. Và lần xuất hiện thứ ba nó xuất hiện ở vị trí thứ 14. Chúng ta có một hàm nữa là hàm rat. Hàm rat thì nó cũng giống như là hàm S nhưng mà nó tính từ phía bên tay phải sang. Bây giờ chúng ta hỏi, chúng ta cũng tìm ký tự
n tìm trong cái tên, thì ở đây nó sẽ cho ra là thứ 14, tức là chữ n đây. Và đó là lần xuất hiện thứ nhất tính từ bên tay phải sang. Lần xuất hiện thứ hai thì nó sẽ là số 8 và vị trí thứ 8, và lần xuất hiện thứ ba nó là ở vị trí số 4. Tiếp tục chúng ta có một cái hàm nữa là hàm S nhưng mà có thêm chữ C nữa. Thì hàm S có chữ C nữa thì là nó không phân biệt chữ hoa chữ thường. Bây giờ chúng ta trở lại ví dụ trên, ví dụ như chúng ta tìm chữ N nhưng mà chúng ta tìm chữ N hoa, ta tìm hàm, dùng hàm hàm S đi, chúng ta tìm chữ N hoa thì kết quả trả về là không. Nhưng mà chúng ta bây giờ chúng ta có một hàm nữa là SC thì kết quả của nó là lần xuất hiện thứ hai là ở vị trí số 8 giống như ở đây, chứng tỏ là hàm SC này á có chữ C nữa thì nó sẽ không phân biệt giữa hoa và giữa thường. Bài học của chúng ta hôm nay tạm dừng ở đây. Trong bài học tiếp theo tôi sẽ giới thiệu tiếp với các bạn một số hàm với dữ liệu kiểu chuỗi nữa. Chúc các bạn may mắn và mong rằng các bạn giới thiệu cho nhiều người cùng xem các video clip của tôi.